Hội nghị tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa tổ chức. 50 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường tham gia hội nghị. Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa được triển khai nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó nhấn mạnh 9 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Bà Rịa lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2029 đã đề ra. Dịp này, hưởng ứng phong trào hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, chung tay bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kim Dinh trao 50 suất quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự hội nghị, trao 5 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.